thời tới cản không kịp, năm con giáp trúng số độc đắc đổi đời giàu to trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2024, ngày Quý Mão. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông lại tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các cụ có nói là gì, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Nhưng mà trong ngày mùng 1 tháng 3 thì những con giáp này thời đến thì cản không kịp. Trong cuộc đời chúng ta thì mỗi người sẽ có một cái số mệnh khác nhau, và thời khắc hoàng kim, thời khắc may mắn cũng sẽ đến với những người ở trong cái giai đoạn khác nhau. Ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch có 5 con giáp này dễ được thần tài ban lộc trúng số đổi đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem là đó là những con giáp nào, và quý vị có nằm trong một trong những con giáp này hay không, để chúng ta biết được cái vận thế của mình mà đưa ra những cái hành động được chính xác, thâu thu thêm được cái tài lộc may mắn đến cho mình và cho những người thân trong gia đình. Quý vị thân mến, trước khi mà bước vào chương trình thì quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần luận giải. Quý vị thân mến, chúng ta biết là mỗi một thời khắc đến với chúng ta thì nó đều mang một cái ý nghĩa nhất định, và cái thời khắc mà mang lại cái vận may mắn trúng số thì đó chính là một cái thời khắc mà cực kỳ quan trọng và linh thiêng. Để xét về một con giáp trúng số hay không ấy, thì chúng ta sẽ xét về cái vận, đúng không? Cái vận là chính tài và thiên tài, cũng như là cái vận lộc tồn nó sẽ đến. Thì cái vận lộc tồn nó là cái lộc trời ban, nó là cái tức lộc vua ban, nó là cái sao thiên lộc ấy. Nó chủ về cái tài lộc, chủ về cái may mắn, chủ về cái chuyện là tiền bạc nó đến một cách bất ngờ mà chúng ta không thể nào cản được, đúng không? Cái thứ hai là gì, cái thiên tài nó cũng vậy. Thiên tài nó cũng là một cái lộc may mắn mà có được, không phải là do tự tay mình làm ra, mà là nó là những cái may mắn do cái phúc đức, do cái tích lũy của mình từ trước đó. Và cái vận thiên tài cũng như là cái vận lộc tồn ấy, nó đến thì nó đến rất là nhanh, rất là bất ngờ. Có khi chúng ta đang vào trong cảnh là lâm ly bi đát, hoàn cảnh bần cùng, thì cái lộc này nó cũng sẽ tự đến và khiến cho quý vị và các bạn cũng sẽ gì tự nhiên là gì không ngờ tại sao mà mình lại may mắn đến vậy, tiền bạc từ đâu mà lại kéo về nhiều đến như vậy đó. Thì đầu tiên chúng ta biết là cái ngày mùng 1 tháng 3 nó là ngày Quý Mão, nó có thiên cân quý và địa chi là Mão. Thì chúng ta xét về cái vận lộc tồn nhé. Lộc tồn thì chúng ta biết Mão, đúng không? Mão là lộc của những người có thiên can là Ất, đúng không? Mão là lộc của những người có thiên can là Ất. Thiên can là Ất lấy đầu tại Mão, tức là gồm của những người có đuôi năm sinh là số 5. Đó. Vậy nên là gì? Tất cả những con giáp mà có đuôi năm sinh là số 5 thì là những con giáp cực kỳ may mắn. Thứ hai là cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài thì nó sẽ xét theo thiên can. Thiên can quý thủy. Quý thủy thì bị kỷ thổ nó khắc. Vậy nên là gì? Kỷ thổ khắc quý thủy thì nó sẽ là vận thiên tài nhé. Như vậy là vận thiên tài là rơi vào những người có thiên can là kỷ, tức là những người có đuôi năm sinh là số 9 ấy. Vậy nên tất cả những người có đuôi năm sinh là số 5, là số 9 thì đều là những người có may mắn được lộc trời ban trong ngày hôm nay. Vậy chi tiết nó vào những con giáp nào, và trong những con giáp thiên can kỷ, thiên can ất thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất thì chúng ta cùng xét nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người có thiên can ất, tức là cái vận là vận lộc tồn ấy. Cái lộc tồn nó là cái lộc may mắn đấy, nó đến vào cung nào cũng tốt, ở vị trí nào cũng tốt, nó là một cái sao giải thần rất là tốt và là một cái sao mà chủ về tài lộc tiền bạc. Gặp cái sao này chiếu mệnh thì các bạn làm ăn buôn bán kinh doanh thì cũng gặp nhiều may mắn và gì có được nhiều cái cơ hội để gì bứt phá trong cái sự nghiệp của mình. Cái cơ hội đổi đời giàu có sau 6:30 là có thật. Thì những người có thiên ất thì bao gồm tuổi Sau này, đầu tiên là Ất Sửu là 1985, có ngày là Kim. Thứ hai là gì? Ất Sửu, Ất Hợi là 1995, có ngày là Hỏa. Ất Dậu 1945 hoặc là 2005 thì có ngày được Thủy. Ất Mùi là 1955, có ngày được Kim. Ất Tỵ 1965 có ngũ hành được Hỏa. Cuối cùng là Ất Mão là 1975 có ngũ hành được Thủy. Thì đây là 6 con giáp
6 con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh. Đó. Dễ có cơ hội trúng số đổi đời, cái sao lộc tồn ấy, hay là còn gọi là sao thiên lộc, hay là còn gọi là thần tài đấy. Đó. Vậy thì trong cái 6 con giáp này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Thì chúng ta cũng dựa vào cái mối quan hệ thiên can ngũ hành âm dương địa chi để chúng ta xét. Chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch nó là ngày Quý Mão. Ngày Quý Mão cũng ngày là kim, kim thì sinh thủy. Vậy nên những con giáp nào mà mệnh thủy thì sẽ là những con giáp may mắn, dễ có cơ hội là trúng số đổi đời, được sao thiên lộc nó chiếu mệnh. Đó. Vậy thì đó là những con giáp nào? Thủy thì đúng không ạ? Thủy thì chúng ta có những người sinh năm 1945 là Ất Dậu và 1975 là Ất Mão. Thì những người tuổi Ất Mão sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 1, Ất Dậu sẽ xếp vị trí số 2. Những người tuổi Ất Mão trong ngày hôm nay thì cũng được là gì? Cục diện là ngũ hành tương sinh, nên đây cũng sẽ là một cái ngày may mắn, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, lộc lá cứ về tay liên tiếp. Đó. Bên cạnh đó nhưng mà cục diện là Ất Mão, Mão là sẽ là rơi vào tình trạng là tự hình. Vậy nên là gì? Trong ngày hôm nay ấy, thì mặc dù là được lộc có đến ấy, nhưng mà quý vị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều thị phi do kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở mà nó gây ra, khiến cho quý vị đôi khi phải phiền lòng, phải bận tâm. Nhưng mà quý vị cứ đau đầu, căng thẳng thì lại có tiền. Đó. Vì vậy để hóa giải cái cục diện này cũng như để mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mão ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thì bên cạnh đó, những người tuổi Dậu thì lại gặp cục diện là Mão Dậu tương xung, nhưng mà lại được cái cục diện là thiên tài là chiếu mệnh. Đấy, quý vị cứ vất vả buôn ba, đôi khi vì căng thẳng cũng bị áp lực, nhưng mà gì, tiền vẫn có. Vì vậy mà quý vị cũng, những người tuổi Dậu ấy, cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu nhé, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những cái tai ách thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc nhiều hơn đối với những người tuổi Dậu. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến thứ hai là những người có mệnh kim. Mệnh kim thì chúng ta có Ất Sửu và những người tuổi Ất Mùi. Thì những người tuổi Ất Sửu và những người tuổi Ất Mùi thì đều là những con giáp may mắn đúng không ạ? Những người tuổi Ất Sửu sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 3. Ất Mùi là xếp vị trí số 4, đúng không ạ? Thì hai con giáp này cũng được gì tỷ hòa với ngày, ngũ hành nó tỷ hòa. Vậy nên là gì? Nó sẽ được ngày nó dưỡng cho, vậy nên là đây cũng là một con giáp cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó, tuổi Ất Sửu và tuổi Ất Mùi. Đó. Tiếp đến là những người có mệnh hỏa đó. Mệnh hỏa thì bao gồm những người tuổi 1995 và 1965, Ất Tỵ và Ất Hợi. Những người tuổi Ất Hợi sẽ xếp vị trí số 5 và Ất Tỵ sẽ xếp vị trí số 6. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Ất Hợi sẽ may mắn hơn, do là cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Cái cục diện ngũ hành tam hợp Hợi, Mão, Mùi thì nó sẽ mang lại cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ cho những người tuổi Ất Hợi. Vậy nên những người tuổi Ất Hợi làm gì cũng sẽ được may mắn và hanh thông hơn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những người tuổi Ất Tỵ thì cũng được gì, lộc tổn nó chiếu mệnh, vậy nên đây cũng là những con giáp may mắn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Còn những người tuổi Ất Tỵ sẽ mang theo một cái vòng tam hợp quý nhân bên mình là Tỵ, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn tiền bạc tài lộc cho những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thưa quý vị, đó là 6 con giáp mà cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội trúng số đổi đời do là gặp vận lộc tồn để chiếu mệnh. Đó. Và 6 con giáp đó chi tiết lần lượt theo thứ tự đó là những con giáp sau. Và đây là những con giáp trúng số trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Quý vị hãy lưu ý nhé, để nắm bắt được cái vận trình của mình. Thứ nhất là 1975 là Ất Mão. Thứ hai, 1945 Ất Dậu. Thứ ba, 1985 Ất Sửu. Thứ tư, 1955 Ất Mùi. Thứ năm, 1995 Ất Hợi. Và thứ sáu, 1965 là Ất Tỵ. Đó là 6 con giáp dễ trúng số đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét đến cái vận thứ hai là cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài nó đến thì nó nhanh, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Không làm mà vẫn có ăn thì là có thật. Đối với những người mà được vận thiên tài nó chiếu mệnh, thiên tài nó chiếu mệnh. Cái vận thiên tài nó sẽ rơi vào những người có thiên can kỷ, thì bao gồm tuổi sau. Chúng ta có những người tuổi sau này. Đầu tiên là gì? Kỷ Sửu là 1949. Không có ngày được hỏa. Kỷ Hợi là 1959. Cũng hành thuộc mộc, bình địa mộc. Tiếp theo là Kỷ Dậu là 1969. Ngũ hành thuộc thổ. Tiếp đến là Kỷ Mùi là 1979. Ngũ hành thuộc hỏa. Kỷ Tỵ 1989. Ngũ hành thuộc mộc. Cuối cùng là Kỷ Mão
là 1999. Mẫu anh thuộc thổ. Thì đây là những con giáp mà được gì? Được cái vận thiên tài này chiếu mệnh, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, không làm mà vẫn có ăn thì là có thật những con giáp này. Đó. À, như quý vị đã biết, cái mong muốn trúng số đổi đời để có một cái khoản tiền lớn để làm những việc mình thích và cũng thể là được giúp đỡ nhiều người hơn thì là một cái điều, là một cái mong muốn chính đáng mà ai trong số chúng ta cũng đều muốn sở hữu một cái cơ hội này, đúng không? Vì vậy, những con giáp này hãy nên tận dụng cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái quy luật âm dương ngũ hành thiên can địa chi sinh khắc để chúng ta cùng xem là con giáp nào may mắn nhất. Chúng ta biết ngày Quý Mão thủy thuộc kim, kim sinh thủy, vậy nên những con giáp mệnh thủy sẽ may mắn nhất. Nhưng mà trong những tuổi này không có tuổi nào mệnh thủy, thứ hai là mệnh kim thì cũng không có, đúng không ạ? À, tiếp theo chúng ta xét đến những người mệnh hỏa. Mệnh hỏa này chúng ta sẽ có kỷ sửu và tuổi kỷ mùi, đó kỷ mùi. À, kỷ sửu và kỷ mùi, kỷ mùi là 1979 thì sẽ may mắn hơn, nó đứng vị trí số 1. Kỷ sửu sẽ xếp vị trí số 2. À, những người tuổi kỷ mùi ấy, thì may mắn hơn những người tuổi kỷ sửu, do cục diện là gì? Hợi mão mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp quý nhân nó nâng đỡ, nó sẽ giúp cho những người tuổi kỷ mùi ấy, có được những cái may mắn nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. À, nói chung với quý vị cứ gặp khó khăn là có quý nhân tương trợ giúp đỡ ở bên. Và trong ngày hôm nay lại được thiên tài là chiếu mệnh, lại khắc được cái ngày nữa, đâm ra là gì, cái tài lộc nó cực mạnh. Vì thế mà những người tuổi kỷ mùi ấy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi mùi. À, tương tự thì những người tuổi sửu, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé, giúp vận trình của mình nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. À, tiếp theo thì chúng ta còn những người mệnh thổ và những người mệnh mộc. Đó, thì những người mệnh thổ sẽ may mắn hơn những người mệnh mộc, bao gồm những người tuổi kỷ mão 1999 sẽ xếp vị trí số 3 và kỷ dậu 1969 xếp vị trí số 4. Những người tuổi kỷ mão thì được cục diện là ngũ hành tương sinh, vậy nên trong ngày hôm nay vận trình nó cũng khá là gì, thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó, những người tuổi kỷ dậu thì lại bị gì, cục diện là mão dậu là tương xung, lại thêm ngũ hành tương sinh khác nữa, vì thế mà nó cũng gặp khó khăn trắc trở nhất định. À, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu và những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, những người tuổi mão thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để tăng cường thêm cái may mắn trợ mệnh hộ thân cho mình. Còn những người tuổi dậu ấy thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tị dậu sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình được hanh thông, tài lộc nó đến ào ào nhiều hơn. À, cuối cùng chúng ta còn những người tuổi mệnh mộc. Mệnh mộc thì bị kim nó khắc, bao gồm tuổi 1959 kỷ hợi và 1989 là kỷ tỵ. Thì 1959 sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. À, 1989 là kỷ tỵ thì nó xếp vị trí số 6. Những người tuổi kỷ hợi thì được cục diện tam hợp là hợi mão mùi. Hợi mão mùi nó trợ mệnh nên đây cũng là một trong những ngày may mắn của những người tuổi, những người tuổi hợi. À, bên cạnh đó thì những người tuổi tỵ thì cũng gì, à, được cục diện là gì, thiên tài nó chiếu mệnh. Nhưng mà trong ngày hôm nay chúng ta có gì, à, quý mão là kim, kim thì khắc mộc, kỷ tỵ mà thì bị khắc, khắc năm ra là gì, nó sẽ gặp nhiều trắc trở, nhiều cái áp lực, nhiều cái sự gò bó trong cái cuộc sống cũng như trong công việc. À, khiến cho quý vị khó lòng mà đưa ra được quyết định đúng đắn đấy, trong mọi cái hoạt động của mình. À, từ đó mà dễ mất đi cái tài lộc. Đó. Vậy nên là gì? Để bảo vệ cái tài lộc, để bảo vệ cái may mắn của mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị cứ yên tâm khi sử dụng. Đó là những con giáp mà gặp vận thiên tài. Như vậy là gì? Trong cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, ngày Quý Mão, thì chúng ta sẽ có những con giáp cực kỳ may mắn, tài lộc hanh thông. Đó là những người gặp vận thiên tài và gặp vận lộc tồn. Thì đây là những con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất. Làm gì cũng sẽ được may mắn hanh thông và ra đường thì dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cái vận may nó đến liên tiếp với mình. Vậy nên quý vị mà thuộc một trong những con giáp trên đây thì quý vị hãy để tận dụng cái ngày hôm nay để tăng cường cái cát khí, tăng cường thêm cái may mắn cho mình nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.